cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nha. Thì hôm nay mấy anh em sẽ có chuyến trải nghiệm tiếp tục nha các bạn. Mình chuyến này mình đi xuyên tỉnh nha các bạn ơi. Thì chuyến trải nghiệm của mấy anh em mình dự trù là khoảng tuần lễ nha các bạn. 7 ngày. Nếu mà có phát sinh thì mấy anh em sẽ ở lại thêm 1-2 ngày gì đó các bạn. Thì trước tiên thì Vân xin nói là chuyến trải nghiệm của mấy anh em là 7 ngày. Thì mình đi lên đó, nếu mà săn bắt có thì mấy anh em sẽ ở lại thêm nha các bạn. Từ đây mình sẽ đi xuyên tỉnh qua Đồng Tháp các bạn. Qua Đồng Tháp về qua Vĩnh Long. Mình đi hai tỉnh nha các bạn. Đồng Tháp thì chắc mình đi xe đét nha các bạn. Xe đét xong mình qua Vĩnh Long. Nó gần. Bây giờ chứ không có đi lên tới trên cái gì? Hồng Ngự hả? Cao Lãnh Hồng Ngự gì trên đó xa quá các bạn ơi. Nó tốt trên Long Xuyên đi vòng lên mới được. Cái này mấy anh em sẽ đi qua Sa Đéc rồi qua Vĩnh Long. Chuyến trải nghiệm của mấy anh em. Đi chuyến này về là ăn Tết là vừa luôn. Cái này là ông dài cũng vòng vòng ở nhà cỡ này nước nó cũng giật rồi các bạn. Cho nên là săn bắt hơi khó khăn. Thì cũng có vòng vòng mấy môn để bắt cá, mùa này chỉ có cá thôi. Cho nên mấy anh em sẽ thay đổi không khí đi xuyên tỉnh để săn bắt trên đó, mùa này có cá nha các bạn. Rồi mấy anh em đi chuyến này về rồi ăn Tết luôn. Thì Phương cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã quan tâm cũng như theo dõi và ủng hộ cho mấy anh em. Thì cũng có mấy anh em kêu mấy anh em mình đi trải nghiệm. Thì, trải nghiệm biển, nhưng mà cái mùa này thì mấy anh em chưa có đi biển được các bạn. Sóng còn nhiều quá, cho nên mấy anh em sẽ đi chuyến tỉnh này về rồi ăn Tết xong rồi qua Tết lập miền Trung rồi trời biển nó im đó. Mấy anh em sẽ di chuyển đi biển nhiều hơn nha các bạn. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị xuất phát. Coi hôm nay là hôm nay là thứ hai, ngày 26 tháng 12 nha các bạn. Thì mấy anh em sẽ đi chắc cũng 7-8 ngày, 8-9 ngày vậy các bạn ơi. Tùy theo à. Nói chung là sung sung là đi hoài tới à. Cái thần bờ mà xuôi gió mất cá nhiều là đi. Thôi, giờ này cũng 10 giờ các bạn. Mấy anh em chuẩn bị xuất phát. Giờ xuất hành đây ha. Đồ đạc thì mấy anh em đem xuống hết rồi các bạn ơi. Sẵn sàng ở đây. Chuẩn bị hết rồi. Đầy đủ hết. Chỉ có bây giờ đi dài lên tới đâu săn bắt tới đó để kiếm thức ăn thôi. Giọt ha. Yeah. Rồi, giờ mấy anh em đang chuẩn bị đồ nha các bạn. Đồ đạc thì đem xuống ghe hết rồi. Trang bị đầy đủ. Giờ chỉ chạy ra đổ dầu rồi xuất phát thôi các bạn ơi. Cái này mấy anh em trang bị đèn thêm nha các bạn. Nó sáng sáng tí xíu. Để tối săn bắt câu cá rồi. Thì trên chuyến trải nghiệm lần này thì cũng như mấy lần trước, Phương cũng làm những clip để đăng hai kênh nha các bạn. Thì buổi chiều vào lúc 16 giờ thì Phương sẽ đăng bên kênh Khám Phá Miền Tây trên tuyến đi. Thì còn buổi sáng vào lúc 8 giờ sáng Phương sẽ đăng bên kênh Phương Miền Tây. Thì rất mong cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Và như ai chưa đăng ký kênh Phương Miền Tây thì đăng ký để theo dõi chuyến hành trình trải nghiệm của xuyên tỉnh của mấy anh em. Rất mong cô chú theo dõi chuyến đi trải nghiệm của mấy anh em bên kênh Phương Miền Tây cũng như Khám Phá Miền Tây. Để Phương giới thiệu để cô chú anh chị nào mà mới vào xem kênh thì có khi nhiều người mới vào xem bên Khám Phá Miền Tây xong rồi phần 1 rồi phần 2 Phương đăng bên Khám Phương Miền Tây đó rồi mọi người không có thấy, nên Phương cũng đầu clip và Phương thường hay nói là đăng bên hai kênh tại chuyến đi dài ngày các bạn. Thì nếu mà đăng một bên thì bên kia sẽ không có clip đăng các bạn, nên Phương chia ra hai bên. Giờ mấy anh em đang xuất phát nha các bạn. Chạy
chạy dài xích ra ngoài kia mình đổ dầu đó là mình đi thẳng luôn các bạn ơi. Đây mấy anh em chạy ra tới sông Cái Sắn này nha các bạn. Sông Cái Sắn này mình chạy thẳng ra tới ngay cầu Dòng Cống các bạn. Từ nhà mình chỗ qua sông Cái Sắn, xong rồi sông Cái Sắn là mình đi thẳng là ra chân cầu Dòng Cống các bạn. Ở đây còn địa phận của Kiên Giang, mình chạy thêm khoảng chừng 10 cây số nữa là qua của tỉnh An Giang nha các bạn, giáp ranh An Giang. Mình chạy thẳng lên cầu Dòng Cống luôn, mình đi đường Lấp Giò qua Sa Đéc các bạn. Trên tuyến đường đi thì đi tới đâu Phương sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem những khu vực ở đó, như là qua An Giang, qua giáp ranh với Đồng Tháp, Vĩnh Long. Ở phía trước mình là chợ Tân Hiệp nha các bạn. Chợ Tân Hiệp nó cũng trực thuộc của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Từ chợ Tân Hiệp đó mình đi khoảng vài cây số nữa là giáp ranh với An Giang, qua địa phận tỉnh An Giang nha các bạn. Đây mấy anh em tới chợ số 2 nha các bạn. Chợ số 2 nó gần chợ Cái Sắn rồi, nó ngay gần tới ngã ba Lộ Tẻ các bạn. Chợ số 2 đi lên khoảng mấy cây số nữa, hai cây số nữa tới ngã ba Lộ Tẻ rồi. Mấy anh em chuẩn bị ra sông Hậu các bạn. Ở đây là ngã ba Lộ Tẻ nha các bạn. Đường thì về Cần Thơ, còn quẹo ngược về đây là An Giang. Nha ngã ba Lộ Tẻ thì cầu Mỹ Thuận các bạn. Cầu Dòng Cống chứ. Cầu Dòng Cống ở đây mình dòm thấy. Mấy anh em quẹo qua hướng này ra chợ Cải Sắn rồi mình ra sông Hậu. Mấy anh em ra tới sông Hậu rồi các bạn. Phía trước mình là sông Hậu. Rồi. Đó cầu Dòng Cống các bạn. Ra ngay cầu Dòng Cống luôn á. Mình về thành phố Cần Thơ nha các bạn. Mình đi qua Đồng Tháp thì mình chạy xích lên tí xíu, mình coi cũng coi trên bản đồ lên tí xíu có một đường mình đâm qua bên đi Lấp Giò các bạn. Lấp Giò mình qua Sa Đéc. Rồi anh em ghé cặp bên nha các bạn, rồi vô phía dưới của cầu Dòng Cống, ghé lại nấu cơm ăn các bạn ơi. Đang đang nấu món canh gì, canh hoa mỡ hả, canh hoa ngọt nha các bạn. Canh hoa ngọt rồi với cá khô chiên, cá khô ở nhà mấy anh em đem theo nha các bạn. Cái kia cá lóc không gà làm khô nè, cái này có dịp mà đem theo ăn rồi đó. Cái không gà làm xong bỏ tủ lạnh nha các bạn. Đưa vô tủ lạnh rồi xong bữa cơm trưa trên ghe, bữa cơm đầu tiên trên ghe nha các bạn. Canh khoai ngọt, khoai mỡ.
này là cá chê. Cá chê trắng muối chiên nè. Có miếng kia cá tra hay vậy? Cha. Muối khoải không? Giống giống vậy đó. Mà cá tra cá dồ. Cá chê muối không bọc chà bá luôn mà không gầy. Nhà mấy anh em săn bắt lớp câu rồi lớp lời rồi nó dính cá chê quá trời. Muối hơi khô luôn. Ăn cơm xong chắc mấy anh em mình chạy vô kinh chạy vô lớp giò nha bạn. Đường lớp giò đó mình chạy từ từ coi khúc nào mình săn bắt được thì mấy anh em ghé lại săn bắt nha bạn. Ở ngoài sông này thấy nước chảy quá mọi người. Sát mé bò luôn mà nước chảy dục dục dục. Vô kinh nó giảm giảm rồi mình kiếm chỗ nào mình thả lưới hay mình chài vậy đó. Ngoài này chảy quá chảy. Ờ kìa có người thả lưới rồi mới nói sao thấy lưới có ai thả đây vậy? Hả? Đâu rồi? Ờ đây nè. Ông thả, ông thả xuôi ngươi. Thả xuôi theo nước cái lưới gì đó. Lưới lưới chắc lưới bằng đông gì vậy đó. Ừ. Nhỏ xíu là chắc à, hay là cái linh ta linh, chú thả lưới cá gì chú cơm. Dạ cá cơm. Cá cơm hả chú? Dạ à, chú thả lưới cá cơm nha các bạn. Thả nước chảy quá à, không có thả được. Chảy quá lưới mình đưa xuống bơi xíu à. Rồi thôi cơm đi. Chạy ghe theo. Xin mời các bạn dùng cơm luôn nha. Chú cơm cũng chưa? Xin mời cô chú anh chị các bạn dùng cơm với ba anh em luôn nha. Bữa cơm đầu tiên trên ghe. Ăn xong ra mấy anh em tiếp tục di chuyển nha các bạn. Cái này đây, đây, đây qua bên đó cũng cũng xa, sợ lâu quá chạy chiều không tới luôn á. Qua là chiều á. Nhưng mà giá sông Bắc là chiều lâu quá chạy không tới luôn á. Qua bên xe đét nha các bạn. Hơi coi lại thôi coi. Kịp thì mình quất cái qua tới bển, đúng không? Ừ. Không kịp thì mình chạy nửa đường kiếm chỗ nào săn bắt rồi mình ở lại đó. Khoảng nhiều cây là mình quất được, còn quất không tới thôi nửa đường. Cái canh phải ngọt hay nóng, phải ngon nguội lùi mới đã. Mới nấu cái sọt mà kêu nguội gì? Chắc là út vô lùa mau lắm, út đi. Không ngon. À, chuyến này mấy anh em chuẩn bị mấy tay lưới ngon ngon không ạ? Nói chung là được, ok. Lưới này quánh là lưới rê các bạn. Chuyến này là có cá bự ra nha. À. Cái lưới thứ 7 phân rồi, chuyến này lưới 7 phân. Câu nè, đàn câu chuẩn bị đàn câu ghê. Chuyến trước mua quá trời mua rồi. 3-4 cần trên ghe mà còn quên là mua thêm 2-3 cần nữa. Rồi xuống ghe lục lại cái đống. Còn đó, còn hợp đó. Này để qua xe đét với qua Vĩnh Long với anh em câu nha các bạn. Câu cá, câu tôm gì đó. Câu tôm. Trước câu tôm nó khoái quá, chuyến này câu tôm nữa ha. Dài nữa đó. Khoái, khoái mồm quá đó. Cảm giác chính tâm đã. Thôi, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với ba anh em nha. Mấy anh em ăn xong rồi mình sẽ di chuyển tiếp các bạn ơi. À, mấy anh em mới ăn cơm xong nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển. Ở đây là cái bến phà dòng cống cũ các bạn. Bến phà cũ, bến phà dòng cống đó, mình chạy tới ngã ba đó mình quẹo vô đường đó mình chạy thẳng qua cầu Lãnh luôn các bạn, đó, qua xe đét luôn á. Tuyến đường từ đây qua tới thành phố Sa Đéc bằng cỡ phân nửa tuyến đường từ đây về nhà mình đó bạn, từ nhà mình lên đây. Chắc khoảng 2 tiếng ngoài các bạn. Thì theo sông lớn hay nhỏ mấy anh em chạy chậm là sông lớn chạy khoảng 2 tiếng qua tới bên đó. Ở phía trước là chợ lấp giò nha các bạn.
đây là chợ lấp giò của Đồng Tháp. Mấy anh em sẽ di chuyển tiếp qua bên Sa Đéc. Đây mấy anh em gần vô tới thành phố Sa Đéc này nha các bạn. Làng qua Sa Đéc thì nằm phía trên nha các bạn, phía trên lộ. Mình lên lộ mình đi xe mới tới chỗ làng qua Sa Đéc. Đây mình vô tới gần tới trung tâm thành phố Sa Đéc. Mấy anh em tới trung tâm thành phố Sa Đéc nha các bạn. Thì mình sẽ chạy dài xuống dưới kia một tí xíu, nó có cái đường mình rẽ ra, mình đi ra sông Mekong cho các bạn, sông Tiền. Cái mình ra đó tối nay chắc mình ở ngoài sông Tiền các bạn, mình không có vô trong thành phố này. Thành phố này vô đây không có gì săn bắt đâu các bạn ơi. Đó, chỉ có con sông này đi dài cặp mé theo, mình chạy xích ra ngoài đó, nó có một đường rẽ, mình rẽ ra ngoài sông Tiền nha các bạn. Để tối mình ra sông Tiền coi có săn bắt gì được không. Ở đây là trong thành phố rồi. Rồi mấy anh em đang quẹo ra sông Tiền nha các bạn. Đây kia mình thấy trên bản đồ thì để sông Mekong các bạn. Ở đó chấp thành cũ à. Đây kêu sông Tiền. Chạy ra đây chắc mấy anh em ở đây nha các bạn, kiếm cái chỗ gần gần bè, mấy anh em gần gần đó để kiếm săn bắt nha các bạn. Hôm nay mấy anh em đi ngày đầu tiên cũng hết một ngày mới tới đây các bạn. Giờ này chiều 5 giờ luôn rồi. Đây là mấy chỗ ra tới sông Tiền. Hôm nay ngày đi của mấy anh em là 26 tây nha các bạn. Mà hôm nay thì Phương không có đăng clip kịp. Phương quay hết ngày nay qua ngày mai Phương mới đi đăng clip kịp nha các bạn. Mình chưa có hết được cái video nữa. Tại cái đoạn đường đi mấy anh em đi không à. Trên kia không có chỗ để săn bắt. Mấy anh em lên tới trên này mới đi săn bắt nha các bạn. Tới ngày mai mấy anh em vòng vòng ở ngoài sông Tiền bên ngoài này mình thả lưới hay là câu cá này kia các bạn. Rồi có chiếc phà ở trước đẹp quá. Rồi mấy anh em chạy qua bên ra ngoài sông Tiền các bạn. Đậu cặp bên vách bờ bên đây nè. Bên đây không có nhà. Bè quá trời nhiều luôn mà mấy anh em không có quen cho nên là không có ghé được các bạn. Cái chỗ đó có quen rồi mới ghé vô bè được. Cho nên là chạy lại này đậu này các bạn ơi. Thì cũng có chiếc ghe người ta, chiếc xuồng vợ chồng ta đi thả lưới các bạn. Để mình có hỏi thì người ta nói là nước đứng thì khoảng 11 giờ, 10 giờ 11 giờ vậy các bạn. Thì nước nó giảm chảy người ta thả lưới. Mình cũng đậu gần gần người ta luôn, đợi tới giờ đó mấy anh em đi thả lưới nha các bạn. Nguyên ngày nay trời còn phải chờ tới 11 giờ tối mới đi săn bắt được. Chạy lên tới đây đậu đây. Rồi giờ cũng gần 10 giờ các bạn ơi. Anh em thấy nước đứng rồi. Giờ lấy lưới đi neo nha các bạn. Tối lạnh nè. Sương xuống lạnh. Đây đó, tay lưới ra. Đó là cái lưới cũ đó ha. Còn với còn tay cái lưới mà lưới thả, lưới thả của anh vậy nó ở lưới đó đó. Này neo. Thì lưới neo đó. Thì lấy cái đó neo luôn và lấy cái tay lưới thả neo luôn. Chừa tay lưới mới lại thôi. Còn cái lưới kia để lại, lưới mới để lại. Bây giờ mình buộc vô ghe mình một đầu đi ha. Buộc chính là cái cây nè.
đục ngay đó cũng được, đục ngay sàn ghe mình nó cái đâm thẳng ra ngoài đó, cái dòng vô rồi đâm ra dòng vô, hay là dòng xuống dưới. Bây giờ mấy anh em đi neo các bạn ơi, neo xong rồi chút nữa mình neo nước đứng này, mình neo chắc khoảng chừng 20-30 phút rồi. À, mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho bạn xem. Giờ mấy anh em đi neo. Rồi, nãy giờ mấy anh em cũng thả được khoảng 20 phút rồi bạn ơi. Sao nước nó mau chảy quá. Mới đây nó muốn chảy ra. Gà. Giờ mấy anh em cuốn lưới nha các bạn. Mới thả chừng 20 phút cái gì. Nước nó chảy ngược ra lại. Nãy mình thấy lúc mình thả nó còn đang chảy vô nhẹ nhẹ. Làm mau quá. Sông lớn rồi, nước lớn, nước rộng lẹ ghê. Cái gì cái gì? Cái sơn, cái hồn gà. Chảy yếu yếu là mình thả cái tay lưới rê của mình. Cái gì? Đó. Cái cấp. Cái rảnh. Bự à. Rồi có cá bự coi chừng cái tay lưới, mấy tay lưới lớn của mình phản nha. Cái này chưa có đâm lưới, chỉ lọt vô thôi. Cái bao con rửa sao mà đâm. Có cá lớn, có cá lớn nha. Tay 5 phần với tay 6 phần của mình dính con dưới, không phải. Ờ con lưỡi mèo. Cốc. Cọc ngủ rồi. Mới đây ngủ ta. Nè. Cái cốc này sao nó dễ ngủ hơn. Nó biết đâu cái con già thòn nè. Cái cày cái gì đó, không phải cái cốc đâu. Cái cốc cái bề bản nó bự bự giống cái mì dinh mà, đúng không? Người thích cái cày. Chắc cá cày quá. Trời ơi, dính cá bự bự gì cũng được. Cá mồng gà này ở dưới mình không có ha. Có mồng gà biển. Biển màu vàng. Sơn. Diện thờ. Wow, cá cốc nữa nha, cá cày. Bự không vậy? Con này tại mình nó tròn nè. Tròn. Kệ đi, dính ít dính cũng được, dính cái bự gì đi. Bự này ha. Làm nó cũng nhẹ chút hả? Làm nhẹ công chứ. Làm chả, làm cũng nhẹ, nhỏ nhỏ, làm lâu quá. Lâu. Tại mình còn cái tay bao con rửa này thôi chứ. Con, cái gì mấy tay kia có dính này cá mạnh mạnh mà. Cái sơn. Cái sơn nhiều ha. Ồ, sống như ta. Biết hết chưa? Hết rồi, hết. Bây giờ cái này đây bao nãy 5 phân. Này vô 3 phân rưỡi. Nó hết lấy rồi. Vô ra cái vô cái đó rồi. Vô cái đó rồi. Nè, nữa nè. Gì? Cái cày nữa hả? Ừ. Dính đầu luôn ha. Vậy lấy 6 phân mình ngon à. Sáu phần mấy cái cày này sợ lọt. Cái cày của mình nó nhỏ. Nó tròn giống cá đối vậy ha. Chạy đi, bữa đầu tiên ngày đầu tiên của mấy anh em săn bắt thì thấy mấy đợt trước cũng không có dính được nhiều nha các bạn. Mới lên cũng còn đang láo ngáo, chưa biết điểm nào là điểm nào, thấy chỗ nào chống chơi thí vậy.
ít gì cũng vòng vòng một hai hôm rồi mới kiếm điểm, làm quen kiếm điểm mới biết điểm được. Cày giống như cá đối bự vậy ha. Con này cái mình nó tròn các bạn. Hơi thưa cá. Hơi thưa cá. Cái gì đây? Cá úc. Trời ơi. Đây có cá úc luôn nè. Úc lớn 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 tí xíu kho xả nghệ cũng được ha. Con chua cũng ngon. Con nói con gì ta? Sợ. Không phải cái con kia, con gì nè? Này nè. Ừ. Không, cái con giậm cờ biết rồi, cái con tròn tròn đó kìa. Tròn tròn. Để con hến bự gì vậy? Sống không? Tròn, con nó còn sống cái úp. Giống con dợp á, phải không? Không cái con gì được rồi, mình ở ở Sóc Trăng, Bến Tre gì mình bắt đó. Đó là con dợp, mà này đâu phải đâu. Phải không? Không. Giờ mình bắt cái gì? Khúc nữa nè. Khúc nữa kìa. Khúc nhiều chứ ta. Được ạ. À. Nãy giờ khúc đẳng không có mà khúc này dính nè. Khúc này dính cá úc quá trời luôn rồi. Chị thấy có cái đường kinh ra tới chưa ta? Không biết. Dễ nhìn thấy. Chân thủ chạy tới đây là mừng rồi đó. Là úc nữa nè. Được nha. Được đó, đủ kho rồi đó Đen ơi. Giống kho sáng nghệ thiệt á. Sáng kho sáng nghệ là được rồi đó. Sáng nghệ luôn chứ giống gì nữa. Không có là bắt mày dính được bụi đưa lên. Nào nhiêu đây là đâu 6-7 con vậy? Đúng rồi. Còn lớn nhóc chưa? Còn lớn mà. Đấy, con tay lưới nhỏ à, còn tay lưới lớn nữa. Còn tay sáp phân nữa. Tay sáp phân coi chừng có nấu chua nha. Cái này thì kho trước đây ha. Dính vô cái lăng nhà sao ạ? À. Tán vô anh khủng hay sao? Vô cá cóc chà bá hay sao? Đó, đó con tôm càng đó. Nè, úp nữa nè. Được á. Già luôn rồi. Tôm càng này quá dữ rồi. Đấy càng. Này mới nó sừng sừng là thả ngon. Dục vô trong luôn đi. Cũng hết lứ rồi. Đang đầm vô. Hết lứ nhỏ ha. Lứ nhỏ còn lứ lớn. Bự nằm liền liền ừ. Ngon lành. Ngày thứ hai, thứ ba chứ không phải úc rồi hả? Tính không có úc không có đem kèm theo. Thôi con này mới đúng úc nè ông ơi. Này là úc, úc mót luôn rồi nè. Làm chắc dữ giờ làm cái chục ngoài chết, chết chục rồi. À, nói chung là kho là đủ ăn rồi đó. Đó là cái giảm thả luôn đi. Bự quá. Rồi, hết cái tay lưới nhỏ nha các bạn. Còn tới cái tay lưới lớn. Tay đó là tay lưới rê các bạn.
anh em lấy neo luôn. Rồi xong ta lấy nhỏ cũng bụng gạo nha các bạn. Tay lưới lớn. Rồi, tới tay lưới lớn à, mình cuốn tay lưới lớn lên nha các bạn. Lưới này 6 phần nè. Góc nè. Đó. Mới đầu viền luôn. Góc. Đó, góc. Con này mới cóc nè phải không? Cóc, con này mới cóc nè. Cá này cá cày. Ừ. Đó, cái bài bản nó bự mà. Lên nó cọc cọc luôn thấy không? Giật nữa vậy. Đánh. Lớn thì phải có cá lớn rồi. Có bạn rồi ha. Có bạn với con nãy ha. Nhỏ hơn. Rồi. Cái cày gì nữa? Ủa, cái cày khủng luôn. Cái cày chào bà. Cái cày cỡ đó mới dính được cái lưới này á. Nhỏ nữa nó lột ra. Đó, chuyến này đi vậy là mới lần đầu là mới là có hiệu quả rồi đó. Cày tốc 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 cày. Sướng nha. Ừ. Cái đuôi nó đỏ nè. Cơm. Đây nước chảy hơi hơi mà mình thả rê ngon. Ừ. Cá cày, cá cốc, cá vinh à, rất lớn. Hả? Ghế lục bình nữa. Ừ. Cái gì á? Dẫn. Ồ, hết miếng rồi. Dẫn kìa. Sướng nha. Cái này đoạn sao nha. Đây là chị. Này chùm luôn rồi ha. Chùm, chùm bên kia luôn. Bạn cá sướng tay. Cái dẫn mà nó bự dữ ha. Bắt cá đây quê. Đó đó. Đó đó năm cặp chùa nó cướp. Lạ. Ừ, cái dẫn nữa các bạn ơi. Biết dẫn cho bá lửa luôn. Sống sống sống. Đâu, nó bỏ con cá rồi. Dẫn thì Vinh, dẫn hả? Dẫn mà không thấy cái Vinh. Dính mà mạnh hơn. Dính nó đi trên vậy. Này mình không thả lên trên vậy. Sao không có cái dính á. Dảnh. Này tới đáy rồi. Cũng gần hết lưới rồi các bạn ơi. Cái gì đây? Trời gỡ tờ cá sơn. Tới cá sơn. Cái đuôi bự, cá bự. Cũng gạo dữ lắm mà. Cá bự bự thôi các bạn. Mấy cái lô cá này à? Mấy cái cá rồi đó. Vì là quá im. Cá
cá dẫm, cá cá dẫm, cá cày, cá cốc, cá út, cá sơn, cá màu gà. Mày kêu cái mồng gà thấy ghê mày. Tại tên cá nó gì. Tao kêu bằng màu gà. Kêu bằng màu gà. Rồi cá nó nhảy. Làm cái bọc đứng lên cá. Nước chảy mạnh nè. Chảy mạnh nè. Bọc quá nó chảy đi. Đây cũng vừa, mình cuốn gì cũng vừa. Nhà cuộc hai đầu rồi, nó lửa nước nó trôi. Trôi chút. Rồi. Đồ cổ quá anh đang. Đồ cổ. Đồ cổ lấy luôn. Nè. Rồi, cái giảm. Nhỏ quá, tính chạy luôn mà chạy không được. Đó con gì trắng trắng kìa. Hốt nữa. Hốt nó, hốt nó. Giảm, 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 giảm. Hốt lưới lại không hốt. Giảm. Ồ, mấy cá giảm con nào con ấy sướng trời. Cá này làm chả ủng luôn á đây ha. Đúng không? Bá, bá. Chua còn lạ. Quá, tơi gan. Chua ủng cái đầu với cái bụng hả? Chút nữa hết lưới rồi. Rồi mấy mét nữa hết lưới các bạn ơi, 10 mét nữa. Kiếm con nữa. Còn nữa ha. Đó. Đó. Cát một con dòng luôn. Mới kéo lên hả? Nhận cá bự bự không á. Dính diện nó đã. Nè nữa nè sư phụ. Đó. Ui dính con nào con lấy kìa. Ui ơi. Bàm tay không ở đây. Bàm tay luôn bữa nay. Ngày đầu tiên lấy bàm tay. Nè nữa nè sư phụ. Còn nữa. Khúc cuối này làm được ta. Nữa kìa. Nữa nè. Cốc hả? Dảnh. Nó nữa. Dảnh hả? Còn nữa. Thôi còn đâu nữa, còn lứ á. Đó, đó, đó. Đó, vậy đó. Còn nhận nước nè. Mau ghê trời. Mấy tắc nước luôn thôi. Nè, nữa nè. Còn lứ là còn nữa nè. Nó còn dưới nữa kìa. Hả? Còn dưới nữa kìa. Ừ, đây nữa nè. Thấy không? Nó còn nữa, còn nữa. Làm được. Còn cá đó. Làm được dữ nha. Đã cua dữ à. Nè. Út nó nè. Vậy là hai con luôn. Làm gỡ không kịp gì. Là quá. Quá trong bè này gọi ra. Thôi, hết lưới nha các bạn. Thành quả cũng ok nha. Ai dính nhiều các bạn, cá bự bự không. Ôi dính con nó đây. Dính rớt à. Cái dảnh không à? Dảnh. Con còn cái dính một nhỏ. Không thấy cái mà dính luôn. Con một duy nhất. Rồi giờ mấy anh em bơi về ghe nha các bạn. Này thả mấy tài lưới này, mấy tài lưới quá ok các bạn. Rồi, anh em về tới nhà nha các bạn. Trời ơi, nhiều lắm luôn, tại nó bự, nó nặng lắm à. Nặng lắm, mấy kg. 5 6 7. Chiếc cái lớn. Rồi, mấy cái dặn thả. 9 10. Ba cá dảnh, cá cóc, được con mày dinh đấy.
còn có con cái dính 13 con cái dảnh. Nó còn con cái dảnh. Tiếp cái lớn rồi cái nhỏ luôn. Còn cái út với cái sơn thôi. Nửa sơn luôn rồi còn gì nữa. Này ok quá các bạn ơi. Lần đầu tiên con cái giống con lần đầu tiên mà mấy anh em lên mà săn bắt mà được gì là quá ok rồi. Mấy lần trước bèo như Tuấn Vũ luôn. Lần trước cá ni 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 mấy con. Này tới 4 ký cá. 4 ký có. 4 ký bây giờ. Nặng không? Nặng lắm. Cá bự mà. Rồi, sáng có cá ăn, có cá lạp chả luôn. Có cá lạp bụng đó lại. Mấy cá bự dưới này đã rồi chưa? Mấy cá này dảnh á. Mấy cá dảnh dòng con nào con lấy kìa. Mấy dảnh con 300 gram luôn. Bàn tay, bàn tay. Mời à, thôi, cá này mình đưa vô thùng đá hết đi ha. Ừ. Đưa vô thùng đá hết sáng mấy anh em mần ăn nha các bạn. Mần nấu cơm ăn rồi còn như mấy anh em bọc chả. Xây chả chứ, có cối mà bọc hoài. Rồi, kéo xuồng lên luôn. Đầu tư có là đúng rồi đó, hợp lệ đó. Rồi, xong hết mấy anh em bỏ cá vô bọc, đưa vô thùng đá rồi. Sáng giải quyết các bạn ơi. Giờ tối rồi. Thì sớm giờ mấy anh em từ nhà xuất phát lúc 10 giờ. Thì lên tới đây cũng chiều. Đi dài dài đường thì mấy anh em từ nhà băng lên tới Lộ Tẻ. Lộ Tẻ thì vòng qua bên Lấp Giò. Lấp Giò qua Sa Đéc. Chạy ra sông Tiền này luôn. Ở đây cũng tới chiều, cũng như đi nguyên một ngày luôn bạn, nguyên ngày nay đó. Ngày luôn. Giờ này luôn, tới tối này luôn nè, mấy anh em mới đi thả câu, mới thả lưới mới được. Chắc cũng cỡ 4 ký cá nha các bạn. Này cũng ok, sáng là khỏi sợ không có đồ ăn rồi đó. Cá út là cả 2 ngày chưa hết. Cá út là sáng ngày được rồi đó. Là nói chung là bữa nay khai trương đi thả lưới là quá ok rồi. Nên tới đây, chiều đi mua mồi câu tôm mà không có à. Có mồi câu cá mì dinh nè. Thôi giờ này tối rồi, mấy anh em chắc cũng chuẩn bị vô ngủ nha các bạn. Sáng tính tiếp. Thì video sáng giờ của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc chuyến hành trình trải nghiệm của mấy anh em là từ sáng tới giờ luôn, là được có một clip này thôi các bạn ơi. Chạy ngon. Lo chạy không. Chạy không ngon kịp, tranh thủ. Không là nhờ mình chạy vậy đó, lên tới đây mới chiều chứ không thôi là tới tối mới tới đây. Tối luôn á. Mà ở dưới kia thì không có chỗ nào để săn bắt. Nên mấy anh em chạy riết lên trên này luôn. Này thôi, video chuyến trải nghiệm của mấy anh em đến đây Phương xin kết thúc. Phương xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Sáng mai mấy anh em tiếp tục thức đi săn bắt lưới hay là câu kéo này kia đó. Thì Phương sẽ làm cái phần 2 gửi đến cô chú anh chị và các bạn sau. Bây giờ Phương xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 nha. Chuyến trải nghiệm 7 ngày trước tiên đi. 7 ngày hả? 7 ngày chuyến trước tiên đi. Trải nghiệm xuyên tỉnh của mấy anh em. Đi tới đâu tính tới đó, không biết không có hẹn ngày về nha các bạn. Muốn về giờ nào về. Về nào về. Giờ nào đã là về đó. Tết mình săn về là ăn Tết luôn rồi. Có mình săn mất thêm vài ngày nữa. Thì, kênh này thì clip này Phương đăng bên kênh Khám Phá Miền Tây. Còn phần 2 thì Phương đăng bên kênh Phương Miền Tây nha. Mong cô chú anh chị và các bạn theo dõi hai kênh của chuyến trải nghiệm của mấy anh em. Rồi, giờ chuẩn bị vô ngủ thôi. Sáng chơi tiếp.